Vâng, các bác vừa thưởng thức chất âm của cặp loa VKVIP, thương hiệu của nó là dòng loa AT. Với sản phẩm này thì nó là ruột gan 18 cộng nhé, bát, tép đều thương hiệu 18 cộng, ruột gan của dòng loa CAF nhé, CAF VKVIP chính là em nó nhé. Như đã được đặt một cái hãng tên do hãng bên nước ngoài, họ thích cái logo AT này thì họ dán thêm cái tem vào. Nó là một dòng loa của CAF nhé, phân tần này, ruột gan 18 cộng này, chính của CAF của Mỹ nhé các bác nhé. Thùng sơ sần cát này, cực đẹp luôn, thùng dày dặn chắc chắn, thùng gỗ nhé các bác nhé. Dòng này tiếng bass của nó đánh rất chi là bạo lực này, tiếng tép của nó tơi. Dòng này đưa ra chất âm tuyệt vời. Nếu các bác để hát hay các bác chơi những bản nhạc nhẹ hay chơi những nhạc bốc, nhạc sàn, nó cũng đều cân được hết cho các bác nhé. Chất âm của nó tuyệt vời, rất phê. Và cặp loa này bên em bán rất nhiều rồi, nhưng hôm nay em mới có thời gian để test thử cái chất âm, gửi đến các bác để các bác được cảm nhận được cái chất âm của dòng loa VK12P này. Chất âm nó tuyệt vời. Và những sản phẩm này nó rơi vào hơn 12 triệu một chút. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác cứ alo cho em nhé. Bên em về rất nhiều hàng xịn sò. Ví dụ như cặp loa Bow thì bạt ngàn này. Đấy, những chiếc âm ly xịn sò này, những chiếc âm ly Sansui, âm ly Sansui ruột gan mới cứng nha các bác nhé. Đây, Sansui lời chàng. Đấy, đẹp, long lanh. Đấy, về phát là bên em khui hàng ra. Trong lô hàng bên em về đợt này thì toàn lời trà. Đẹp không các bác? Toàn 607 lời trà, mặt sừng nhá, bóng lừ, phản chiếu ánh sáng, đẹp không các bác? Dòng này các bác để nghe nhạc là chấm hết. 607 lời trà. Đẹp, mỹ mãn luôn. Đấy, toàn 607 lời trà nhá. Đẹp, không tì vết. Đấy, các bác xem cái máy móc vẫn còn nguyên bụi nhá, nguyên bụi của bãi nhá. Sản phẩm của người Nhật họ dùng rất giữ gìn nhé, mấy chục năm rồi nhưng mà nó đẹp như mới sản xuất đấy, quá đẹp nhé. Và rất nhiều các sản phẩm về nghe và hát karaoke, các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm nghe hát các bác alo cho em nhé. Bên em bạt ngàn, đây là những nơi trưng bày mỗi sản phẩm bên em thì trưng bày một vài cặp thôi, nhưng mà nó đã kín hết cả khu không gian trưng bày rồi. Các bác có nhu cầu mua sắm các bác alo cho em nhé, qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em đợt này công việc nó quá tải nên thi thoảng bên em mới quay được những đoạn clip để giới thiệu với các bác. Các bác có nhu cầu mua sắm các bác alo cho em nhé. Ở đây bên em cũng xin phép tạm dừng video.